Mời quý vị lắng nghe lời Chúa thứ năm, tuần thứ năm mùa phục sinh, ngày mùng 2 tháng 5 năm 2024. Bài suy niệm của Đức cha Giuse Ngô Quang Kiệt. Tin mừng theo Thánh Gioan chương 15. Chúa Cha đã yêu mến thầy thế nào, thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của thầy, như thầy đã giữ các điều răn của cha thầy và ở lại trong tình thương của người. Các điều ấy, thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn. Niềm vui trong Chúa. Chúa Giêsu không bảo ta hãy yêu Chúa, nhưng bảo ta hãy ở lại trong tình yêu của Chúa. Ở lại trong tình yêu là lời mời gọi tha thiết hơn nhiều, thân thiết hơn nhiều. Yêu ở đây không phải là một tình cảm, một thái độ, nhưng là một đời sống. Ở trong tình yêu là sống trong tình yêu, sống nhờ tình yêu, sống cho tình yêu. Tình yêu của Chúa là một bầu trời. Thiên Chúa ấp ủ ta trong tình yêu. Ta hít thở tình yêu, ta hấp thụ tình yêu, ta lớn lên trong tình yêu, ta hạnh phúc trong tình yêu. Chúa có kinh nghiệm vì đã ở lại trong tình yêu của Chúa Cha. Ở lại trong tình yêu của Chúa Cha làm cho Chúa được phong phú, được bình an và vui tươi vì tràn ngập hạnh phúc. Nên Chúa muốn ta cùng ở trong Chúa để được sống, được phong phú, được bình an và được vui tươi hạnh phúc như thế. Chúa Cha đã yêu mến thầy thế nào, thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của thầy, như thầy ở lại trong tình thương của cha. Ở lại là một kết hợp sâu xa. Kết hợp đó khiến ta nên một với Chúa. Chúa sống trong ta, Chúa biến đổi ta, để ta suy nghĩ như Chúa, nói năng như Chúa, hành động như Chúa. Cũng như Chúa nên một với Chúa Cha, nên không làm theo ý mình, nhưng làm theo ý cha. Người nói là nói lời đã nghe nơi Chúa Cha, người làm là làm theo ý Chúa Cha. Khi ta hoàn toàn ở lại trong Chúa, hoàn toàn kết hợp với Chúa, hoàn toàn nên một với Chúa, ta sẽ có niềm vui tràn đầy. Niềm vui đó chính Chúa đã cảm nghiệm khi ở trong Chúa Cha, nên Chúa truyền lại cho ta, để ta cũng được hưởng niềm vui trong Chúa. Các điều ấy thầy đã nói với anh em, để anh em được hưởng niềm vui của thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn. Ở trong tình yêu, Chúa biến đổi ta, cho ta được sống, được phong phú, chứ không phải nhờ những nghi thức bên ngoài như phép cắt bì. Chính vì thế, các tông đồ đã quyết định bỏ phép cắt bì với những luật lệ của người Do Thái. Chỉ trong tình yêu Chúa Kitô, ta được biến đổi nên người mới, được sống, được hạnh phúc và tràn đầy niềm vui. Remain in my love, hãy ở lại trong tình yêu của thầy. Như cành nhỏ đan kết thân nhỏ, remain in my love, hãy ở lại trong tình yêu của thầy, và hãy yêu thương nhau như thầy yêu thương anh em. Lắng nghe tiếng Chúa nói,
tâm hồn con thấy sao động giữa cuộc đời đầy cám dỗ bon chen. Xin cho đôi tai con luôn nghe được tiếng Chúa, vì Chúa đã phán không phải anh em đã chọn thầy, nhưng chính thầy đã chọn anh em, cùng anh em ra đi sinh nhiều hoa trái. Xin cho tim con luôn thực thi Chúa. Remain in my love, hãy ở lại trong tình yêu của thầy, như cành nho đang kết thân nho. Remain in my love, hãy ở lại trong tình yêu của thầy, và hãy yêu thương nhau như thầy yêu thương anh em.